Ai hát cái đoạn này mình không? Cái bom dục em. Bình thường có gì đâu, tháng làm nó ổn, mai sinh mình cho mình gặp gặp tháng nữa thôi, chắc tà la tà lưa luôn. Một đi một dưới da bình thường mà với mình, ví dụ như mặt đi với mình cùng lắm tới 4 lần là hết một dưới da, thấy không? Nhưng mà do lên cái ổ này thành ra nó bị nhiễm trùng rồi, chắc nặng nặng cay nặng đồ chứ bạn. Kỹ thuật cái nó nặng chứ sao trời. Một đi nặng cay nặng đồ cũng khó ra đó. Đẹp hả? Đẹp không? Đẹp không mà tự cứ thấy đẹp vấn đề đi. Đẹp không? Không có gì mình do ai đâu á. Không có rỉ giật lại, không giật xuống rồi. Kiến làm bàn da chú thôi Kiến à. Chú đau là tê lại cho chú ngay. Xe đồ cho chú đi xem mấy đứa. Tặng bao nhiêu tiền? Dạ của chú cái hộp nó 150 với 100 nữa là 250 chứ.
Chú ơi, chú còn ở đây kìa. Mà cái hột nó lên lại là chú qua con bảo hành cho nghe. Vì con không thể đốt sao được á, xịu lầu con không có đốt sao á. Ừ, không mình nói không. Ủa kia. Phải nhìn chứ điện chứ. Dạ để con điện với mình ra đón chú. Dạ. Chú đừng có cại gỡ chi chỗ nó nghe. Bấm vô Facebook của chị Bao điện cho chị Hồ Minh nó lên đó. Dạ không, chưa chú. Để đó con điện cho. Bấm vô Facebook của chị rồi mình nói điện đó. Messenger của chị tin nhắn bây giờ chị mới nhắn tin. Nhưng mà không đào không đuôi tức. Không ba ngày sao chứ cặp làm tiếp với ổ viên đó hả, làm tiếp với ổ viên đó. Chứ sợ một đoạn dài quá là da mất mã không thôi. Ừ, nhiều quá giống ăn kiến rồi đó kìa. Ừ. Dài quá là da mất mã rồi. Cái móng nhà mình quan liều với chứ cái ao hơn nữa. Trước nó mà thái hạ cái là làm chứ. Ẹ được. Ngửi không được. Có mình cả thì đúng là cáo thiệt. Thì mà hắn cũng chịu khó đi làm này, đi làm mà ráng cũng chơi dễ sợ. Bạn không làm nó ở nhà ăn chay không? Ở nhà lấy gì ăn chay? Thì cũng chịu khó đi làm đồ đấy, cũng làm cực chứ phải không mà trang? Cũng thích đi làm đi đồ đó chứ đâu phải là nó à? Nhóc nhóc nhớ mà nhờ chị biết chơi rồi đó.